Chào tất cả các tình yêu đã quay trở lại với kênh của Tâm Vlog. Cảm ơn cô chú anh chị, cảm ơn bà con mình luôn sát cánh, luôn ủng hộ cùng kênh của Tâm Vlog nha. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Xem kênh bấm vào nút đăng ký bên dưới để cập nhật được những mẫu ghe máy mới nhất vào 5 giờ chiều mỗi ngày. Chiều bây giờ mát, không có gió, nước thì im nữa cô chú anh chị. Anh báo anh làm gì ở ngoài à? Làm gì à? Làm gì á? Đang câu cá ngoài thì bà con. Chiều buồn quá, rủ cô Đạt giờ đem cái giỏ mình ra cô chú anh chị làm vài vòng chơi. Ở đây cũng có mấy đứa em của chú anh chị cũng chơi vỏ lãi nữa. Mấy đứa em chung chiến với em từ ngày xưa tới giờ, chơi từ cái thời chơi xe, giờ qua chơi ghe, chơi vỏ, nó cũng chơi ghe chơi vỏ với mình luôn. Anh em quý nhau vậy cô chú anh chị. Rồi mời cô chú anh chị mình thưởng thức những cái tốc độ của buổi chiều ngày hôm nay. Mời bà con, nay tắm xong luôn nha. Mời cô chú anh chị. Sau khoảng thời gian lau chùi thì cuối cùng ở trong nó cũng có màu sơn rồi nha cô chú anh chị. Dạ. Thôi xà bông không à, uống một cái khỏi bong bóng cậu Đạt ơi. Dây dài dữ ăn. Còn anh Ba Báo thì có một pha xử lý rồi chú anh chị. Đây, anh chạy từ ngoài bài anh chạy én vô cái tới cái bần luôn. Dây thì có một nhúm mà chọi ra kêu người ta chụp. Cậu nói gì không lẽ thường ngày con mặc quần. Ok không? Nhỏ mình thì xong hết rồi. Thùng máy là cũng xong rồi, chuẩn bị đi vòng vòng chơi rồi chú anh chị. Lấy cơ. Này lịch sự rồi đó, dễ thương nữa bà con. Chờ mấy đứa em lên vớt bà con ơi. Anh trai làm gì vậy? Anh Tiến ơi, cái vỏ em một đôi nữa ơi. Anh trai chạy có vòng quả vỏ em giờ nước không nữa ơi. Đâu đâu, em trai em làm gì vậy? Anh Tiến anh chạy một cái 1-3 hàng không nào khô á. Ok, xin đu nha. Xin đu. Anh em là có đủ hết nha. Dạ. Đổ hết trời, lấy đổ đổ vô 1k đi. Bỏ thổi vô cái đó có lý hơn. Ủa? À, đại quên bỏ bớt nè. Đây nè, bỏ hầm mũi anh nè. Hầm mũi anh đi tao không? Cô. Hầm mũi anh cô eo kìa. À, vỏ của cô Lì là cái vỏ mà hôm trước em quay có cắt Abaya rồi chứ anh chị. Abaya Ti, còn hôm nay anh Tiến anh đi Sendu. Đó, anh Tiến là anh đầy đủ đồ chơi hết rồi chứ anh chị. Cỡ nào anh cũng có hết. Nay rủ anh tắm xong mà anh. Nay rủ anh tắm xong mà anh mặc kìa áo sơ mi quần jean. Anh Tiến đo giùm em lại cái. Đo giùm em lại này cái. Đo lại coi nó có nhích được chút nào không. Của mình thì mình đi Kubota 68 gắn Turbo 86 hết chạy luôn mà con, gắn khối đen luôn. Nghe gì 66 không bán cho cái 86 ai ngờ máy mình có 68 mà chạy hết đi luôn gắn khối đen. Đúng rồi, thêm cục demo nữa. Dạ. Đó. Rồi, màn trắng. Con thổi vô mũi đi cho nó khô. Cái vỏ này anh Tiến anh cưng khủng khiếp luôn cô chú anh chị. Hôm trước em có quay cho bà con mình một cái clip về con này rồi. Anh cưng dữ lắm. Hiếm khi nào thấy anh Tiến đem chiếc này ra chơi nha. Dứt. Rồi vậy ngứa giò kìa anh Báo. Lộn. Nè cái này máy 3 chơi máy 6 có nè cô chú anh chị. Đó. Đây máy 4 có bà già chơi với máy 6 có nè. Qua đây đi, qua đây đi. Đây chứ nay tại nghe em nó đi cái vụ về phép được 10 ngày qua cho nó đi chơi rồi chứ anh chị. Qua đây luôn. Cho anh báo ảnh ai cho đủ ai đi với rồi cho báo chạy mình hay là con hỏi ảnh. Rồi, lắm. Rồi em ơi. Chút cho cũng bơi về. Cái nón ảnh à? Để thôi hồi mất cái nón cả triệu nữa anh. Bữa anh Tiến anh chạy vòng mất nón 1 triệu mấy rồi. Phép mình. Có luôn. Lụm nha bà con. Đây. Anh em thương em lắm, điện cái là anh em qua với em à. Lụm.
trên xuống anh, trên xuống. Mình đi cậu. Con có 80 kg à, cậu nói gì vậy? Con mèo ra. Ủa mái cậu mèo cũng xong bét nữa vậy? Dạ trước luôn cậu Đạt. Dạ trước đi, dạ trước đi. Lắm. Lắm đi cậu Đạt, chạy trước đi cậu Đạt. Gì vậy vậy? Sao vậy cậu mèo tôi? Lắm em ơi. Vậy cậu mèo. Đó, phải vậy. Trời. Thả con qua con lì đi. Má ơi. Đây lên đây, đây, đây lên đây. Lên được. Một buổi chiều không suôn sẻ rồi. Cái máy nghe em lên nó chạy mà cái gon silat nó văng ra ngoài luôn rồi con. Cái chiếc nhỏ này thì xém lội, cái máy lớn mình thì chạy cái bu ghi xong bét mà nó chảy luôn mà con, nhìn giống bao đen hui không, bu ghi xong bét chảy luôn. Con này thì cái máy nè, còn con này không biết nãy làm gì, cậu Đạt không chạy, ông núp vô bờ rồi ông khửa gì ông mới về. Anh Tiến anh về luôn rồi bà con ơi, hẹn bà con vào ngày mai kiểm tra toàn bộ chi tiết chăm chăm hết rồi mình chơi lại nha cô chú anh chị. Lại bà con, hãy xem kênh, bấm cái nút đăng ký bên dưới để cập nhật được những mẫu ghe máy mới nhất vào 5 giờ chiều mỗi ngày. Cảm ơn bà con. Ghê không? Chạy thành bao đen hui luôn nè. Nó chảy cái bụi sông bét luôn. Mai chơi lại nha bà con. Lên gấp lỡ liếc vậy hả anh Từ? À lên từ từ đúng không?